Giới thiệu với các bạn nhé. Đây là một cây linh sam. Sam trái. Dáng huyền. Chậu cổ. Rất là đẹp. Già cây. Đang ra rất nhiều trái. Rất chi là đẹp. Đây cũng là một cây sam trái. Cây sam trái này dáng thác đổ. Nếu bạn nào mà về mà chỉnh sửa lại, biết chỉnh biết sửa lại thì đẹp lắm. Nhưng tôi thì bận, tôi không có thời gian. Tôi làm. Cũng một cái chậu cổ. Trên một cái chậu cổ của lái thiêu của miền Nam. Rất là đẹp. Đây cũng là một cây mai chiêu thủy. Dáng của nó là dáng huyền, cua tay áo. Dáng này theo như tôi nghĩ thì chắc là rất là ít. Không có ai coi như làm theo cái dáng này nhiều lắm. Chân bệ rất đẹp. Chân bệ rất là đẹp. Mà tay một tay hai coi nhẹ là đi theo đúng coi nhẹ bài bản. Ngọn. Ngọn rất đẹp. Nó chỉ cao tầm độ khoảng 40 cm. Cái tay nó xà xuống dưới. Gọi là dáng này người ta gọi là cua tay áo. Cua tay áo. Giới thiệu với các bạn, đây là một cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy này tôi mua từ cách đây 3 năm. Rất là đẹp. Theo phong cách của miền Nam. Nó dáng rất coi nhẹ là theo đúng kiểu như của miền Nam mà. Rất là đẹp. Rất già. Đang chuẩn bị là chớm ra lụ để cho hoa.
cành ngọn đã có, bây giờ chỉ việc cho làm bông râm. Cành 1, cành 2 rất đều, tay 1, tay 2 rất đều và ngọn rất đều, đẹp. Chân bệ rất đẹp. Giới thiệu với các bạn nhé, đây là một cây dành dành, cây dành dành cổ rất là đẹp, mà lúc này đang là mùa hoa, đang nở rộ hoa và lũ rất là nhiều, đẹp lắm, đẹp coi nhẹ là mình không tưởng tượng được, bởi vì là một cây dành dành cổ mà nó lại đẹp như thế này, hoa đẹp. Nơi đẹp gì. Hoa đang nở và rất nhiều lụ vẫn còn đang chờ đợi. Thế này mà nhà có một cái không gian rộng, sân nhà cổ mà đặt lên này đẹp lắm. Tiếc rằng mỗi cái là nhà tôi cái sân nó bé quá, để nó không được đẹp lắm, nhưng mà cũng thích. Còn đây là toàn cảnh không gian của sân vườn nhà tôi. Các cháu bắt đầu tập thể dục chống Covid.